Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và bây giờ là những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Và ngày cuối cùng chúng ta làm gì? Chúng ta tổng hợp lại những cái phần cứng gọi là được dùng nhiều nhất cho năm qua. Và mình có lướt qua cái bảng của Steam ấy. Thì các bạn chưa biết Steam là gì? Steam là một cái nền tảng gaming gọi là phổ biến nhất thế giới. Các bạn mua game bản quyền, và 90% các bạn mua game bản quyền các bạn mua trên Steam. Và họ có một cái bảng tổng hợp những cái linh kiện phần cứng phổ biến nhất hiện tại. Và sau khi mình lướt cái bảng đấy, mình thử build một cấu hình thì mình hơi bất ngờ, đó chính là cả màn hình có 18 triệu thôi. Và trong video này chúng ta hãy tìm hiểu đó chính là những cái linh kiện được phổ biến nhất trên các gamer trên toàn cầu đang dùng là gì. Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom Quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng. Đầu tiên đến với CPU thì trong cái list của Steam thì cái lượng CPU phổ biến nhất đó chính là 6 nhân và xung từ 2,3 đến 2,9. Và mình nghĩ một lúc ra 6 nhân bây giờ có gì? AMD thì thực sự là cũng không nhiều đến mức đấy, nên chỉ có Intel thôi. Intel hiện tại 6 nhân chúng ta sẽ có Core i5. Đó chính là chiếc Core i5 11400F và nó sẽ có xung mặc định nó là 2,6 GHz, phù hợp với cả cái gọi là mức phổ biến của Steam, đó chính là 2,3 đến 2,7 GHz. Thì đây có lẽ là con CPU phổ biến nhất trong các gamer bây giờ với mức tỷ lệ dùng khoảng tầm 20%. Và đó chính là chiếc Core i5 11400F và giá nó chỉ khoảng tầm hơn 4 triệu một chút thôi. Và nếu các bạn chơi game thì đây cũng là một con CPU rất là ngon, khi mà với mức giá này các bạn sẽ có một con CPU 6 nhân 12 luồng. Các bạn sẽ dòng F mà các bạn gaming các bạn không quan tâm gì cả, nên là các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến cho nhân nó khỏe thôi. Còn các bạn dòng F là nó không cảm ơn hình onboard, nếu mà có onboard thì nó chênh thêm 700.000 nữa và chúng ta không cần quan tâm. Thế mà các bạn chỉ mua con có cả onboard khi mà các bạn mua CPU cao thôi, còn i3, i8 cứ mua cho mình cái dòng F như này. Và đây chính là chiếc Core i5 11400F. Và hiện tại thì những cái mainboard thì Steam khác là sẽ không có đâu, nên là mình cũng gọi là recommend cho các bạn một con mainboard thôi. Như mình đã nói trên cái livestream hay là những cái video của mình rất là nhiều, đó chính là các bạn đừng bao giờ dùng main hard với cả chiếc i5 cả, nó phí lắm. Thì các bạn mua cho mình một main B. Một chiếc main B rẻ cũng được, những chiếc B560M Pro E này giá nó chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng thôi. Nói cho các bạn đó chính là chipset B. Các bạn không cần quan tâm từ khác, các bạn có thể chỉ cần hai khe RAM, có thể chỉ cần ít khe USB cũng được, nhưng các bạn cần chipset B để các bạn ép xung RAM là một này. Và thứ hai đó chính là các bạn có thể unlock được PL1, PL2. Ngon đấy. Và để mình lắp vào comment này nhá. Do là một comment giá rẻ nên là anh em cũng chả có gì nhiều. Anh em sẽ có trong hộp một comment đọc trong cái bọc. Các bạn nhìn cũng chả có gì nhiều, các bạn có một dàn phây không tản, các bạn sẽ có 6 cổng USB, 3 cổng LAN, cổng VGA, HDMI xuất hình, không quan tâm lắm hay khe RAM. Nói chung là một comment vừa đủ để chạy thôi. Còn nếu các bạn thích nhiều tiền hơn thì có thể những con như là i7, i9, à không, những con main dòng B, dòng F các thứ gì đấy. Combo i5 với cả một chiếc main B, combo quốc dân rồi, và không tới cả hát. Và RAM thì có một cái rất là hay. Nếu như năm ngoái thì các bạn chỉ dùng là 8GB RAM là một cái mức gọi là phổ biến nhất, thì bây giờ các bạn dùng là đến 16GB RAM cơ. Bây giờ cái số lượng tỷ lệ các bạn dùng 16GB RAM so với 8GB RAM là gần như là gấp đôi. Nên là bây giờ 8GB RAM như mình đang dùng máy công ty, 8GB RAM chả làm được cái gì cả, chạy một game là toi lag. Còn 32GB có vẻ vẫn hơi nhiều và phù hợp cho những cái máy nào nó khoảng tầm là DDR5 trở lên thôi. Còn DDR4 anh em bây giờ vẫn dùng là 16GB RAM là một con số mình nghĩ khá là ổn. Và đây là một con RAM Kingston. RAM Kingston gọi là kế tình yêu, dùng nhiều livestream lắm rồi. Và các bạn có thể dùng bất cứ một con RAM nào các bạn thấy nó giá nó rẻ được. Bây giờ RAM nó rẻ lắm. Và các bạn chỉ cần đó chính là 16GB và bớt 3200 đổ lên cho mình là được. Và có một cái phần như này này, đó chính là các bạn sẽ tiết kiệm 700.000 khi mà không mua chiếc card onboard. Thì mình có lục ra những danh sách những con tản nhiệt ấy, thì đây là một trong những con tản nhiệt bán chạy nhất Hacom trong năm 2022. Tại vì giá nó rẻ, nó 450 thôi. Mà nó có RGB, nó chỉ còn Zonbo CR 1400, nó mạnh còn 1200. Tại vì 1200 các bạn có 2 ống đồng thôi, 1400 các bạn có 4 ống cơ. Và tản nhiệt rất tốt cho những con CPU như là Core i3, Core i5. Và các bạn có thể mở khóa điện cho nó để có chạy mạnh hơn nhiều. Nên là đây là một con CPU không phải là, đây là một con tản CPU không phải là phổ biến nhất thế giới đâu, mà nó sẽ là chúng mình bán được chạy nhất tại Hacom. Đấy, những cái linh kiện còn lại thì phải mình theo bản của Steam. Có một cái rất là hay nhá, đó chính là Zonbo cái bản 1200 các bạn dùng là hệ thống ngàm bằng nhựa,
thì dùng lâu thì anh em sẽ bị tình trạng đó chính là có thể nó sẽ bị giòn và nó gãy. Mình đã từng gặp trường hợp là giòn và gãy rồi nhá, trên máy tính của mình ngày trước. Nên là những con như là CR1004 anh em dùng hệ thống ngàm bằng kim loại này thì sẽ rất là chắc chắn, không lo bị gãy. Lắp nó hơi cực hơn tí thôi. Một tí cho em tận nhiệt. Đây là một con tản chúng ta có thể sinh với cả main board nhé. Nhưng mà con main này hơi đáng buồn, đó chính là không có cổng ARGB. Nên là chúng ta sẽ phải không sắn được đèn LED, cắm được mỗi CPU fan thôi. Con này đấy, các bạn phải có, các bạn dùng con main con tản này, các bạn nên mua con main mà có sinh đèn LED nhá, con này không có. Và cuối cùng là ổ cứng ấy, thì theo dữ liệu trên Steam thì anh em dùng bây giờ là ổ tầm 1T trở lên rồi. Nhưng mà bây giờ ổ 1T mà dùng ổ cứng thì nó quê quá. Và bây giờ anh em dùng ổ SD 1T nó rất là nhanh, em lưu nhiều game thoải mái và giá nó khá là rẻ. Đây ổ Gen 4 và nó chỉ có là 1 triệu nó chỉ có là 2 triệu mốt thôi, rất là rẻ cho 1T. Anh em bây giờ ví dụ mua con ổ cứng bình thường nó khoảng tầm 1 triệu rồi 1T. Nhưng mà anh em dùng con NVMe này dây dợ nó đỡ lằng nhằng này. Với cả nó cũng gọi là load game nhanh hơn nên chả có lý do gì mà anh không lắp con này cả. Nói chung là anh em được mỗi chữ cái chipset B ở trên con main này thôi, còn lại nó chả khác gì một con main H cả. Rất là cắt giảm tất cả mọi thứ, chả còn gì cả. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có main chip RAM. Nên mình nói lại nha, chúng ta sẽ có con chip là i5-11400F này. Chúng ta có RAM 16GB DDR4 của Kingston hoặc là bất cứ RAM 16GB nào các bạn tìm thấy trên thị trường. Một con main B và một con SSD. Ở đây mình lắp là tạm con Western này, vì con này chúng mình đã cài sẵn game hết rồi. Con kia là con mới tinh mà mình rất là ngại mình cài lại. Thì đây, mình lắp vào đây rồi nhá. Nguồn thì Steam thì họ cũng không cho chúng ta biết nguồn dùng cái gì đâu, tại vì căn bản là cái nguồn ấy thì họ không thể là biết công suất khi mà trong phần mềm của Steam các bạn chơi game họ không biết được, nên là mình cứ chọn tạm một con nguồn là 450, tại vì đó chính là con cạc. Mình thấy rất bất ngờ thì ngày trước thì con cạc dựng top ở trên Steam lúc nào cũng chỉ là chiếc một GTX 1060, cụ thể là phiên bản 6GB. Nhưng mà bây giờ hiện tại phiên 1060 đã đi xuống ở vị trí thứ hai. Và chúng ta có một con cạc mọi người dùng nhiều nhất hiện tại, đó chính là con GTX 1650. Không phải 1650T nhá, mà là 1650. Tại sao mà con 1650 này với mức giá nó khoảng tầm 4 triệu đồng và chúng ta có một con cạc thực sự là nó khá là yếu. Đấy, 4 triệu bây giờ anh em thêm một chút, anh em mua 2060 rất là thoải mái. Và mình nói thật là bây giờ anh em mua cũ ấy, thì những con như là 2060 cũ chẳng hạn nó chỉ còn tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 thôi. Và anh em bỏ ra gọi là 4 triệu mua một con 1650 này nó khá là phí. Nhưng mà đây là mình tổng hợp theo những cái gì mà gamer họ dùng nhiều nhất, nên là 1650 vẫn sẽ nằm trong cái list này. Và tiếp theo thì trong list này đứng thứ hai chắc chắn là GTX 1060 rồi. GTX 1060 bây giờ anh em mua cũ nó khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu 1 bản 3GB, khoảng tầm 1 triệu 3, 1 triệu 4 bản 6GB vẫn rất là rẻ. Mà đặc biệt những chiếc như là 2060, 2060 Super, 3060, 3060T thì sẽ nằm ở mức có khá là phổ biến, nhưng mà vẫn không phổ biến bằng chiếc GTX 1650 này với tỷ lệ lên đến khoảng tầm 18%. Tức là cứ 5 người chỉ có 1 người dùng 1650 này để chơi game Steam. Đấy, và cái việc mà rất nhiều anh em dùng con 1650 này nên nên hiện tại anh em đang xem video mà dùng cạc trên 1650 là anh em thượng đẳng đấy. Và đây là con vỏ cây Vicha, con này thì trên stream cho mình khá là nhiều rồi. Và đây con vỏ nó rẻ, có hơn 400.000 thôi mà mình cũng lắp vào đây để cho nó gọi là đầy đủ. Và hơn 400 nhưng anh em vẫn có cái đó chính là mặt kính này. Kính này không phải kính cường lực đâu, chắc là rơi là vẫn vỡ lòn xoả thôi. Và đây đúng là một con vỏ cây giá rẻ và thêm mặt kính. Không có gì nhiều nhưng được cái nó nhỏ gọn và cũng phù hợp với những cái bộ máy như thế này. Em tháo ra anh em thấy đúng chất, gọi là một vỏ cây giá rẻ. Thép nó sẽ rất là mỏng. Đấy. Thứ rất là mỏng và mình sẽ gắn con này, mình sẽ không có, mình không phải quên chặn main nhá, mình nhớ lắp chặn main nhưng mình không lắp. Tại vì mình lười. Anh lắp ở nhà thì nên dùng chặn main cho nó đỡ bụi bặm nó vào, còn đây hiện tại là con này con main sample và mình cũng không muốn gọi là bóc ra bóc lại quá là nhiều. Nên là mình sẽ tạm thời không cần chặn main. Con main này lợp thật đấy. Mình sẽ gắn chiếc nguồn này vào trước khi gắn cạc. Thì đây là con nguồn 450W của MSP. Nó cũng khá là rẻ, có mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà anh em dùng những bộ cây công suất thấp này thì dùng những bộ nguồn này là vừa. Anh cũng không cần thiết mà lên những bộ nguồn cao quá, trừ khi anh em muốn nâng cấp về sau ấy. Hoặc là anh em thay vì 4 triệu anh em mua con 1650 này, anh em đi mua những con như là 2060 cũ chẳng hạn, thì anh em vẫn nên mua những con nguồn cao hơn.
Còn hiện tại là mình chỉ cắm con 1650 vào đây thôi. Mình cũng chỉ dùng con nguồn này là vừa. Chúng ta sẽ chỉ dùng rất ít dây thôi. Và mình không hiểu tại sao đến bây giờ các hãng họ nguồn họ vẫn phải dùng dây 20+4 đấy nhỉ. Bây giờ men là 24 hết rồi mà. Ngày trước thì có thể dùng 20+4 tại vì các men ngày trước nó vẫn có một vài men là 20. Nhưng mà bây giờ thì họ dùng 24 hết rồi mà. Và đừng như mình nhá, các bạn hãy lắp cái này vào trước. Mình quên mất mình lại không lắp cái dây nguồn CPU vào trước nên bây giờ là phải nhìn từ trên xuống thông qua những cái kẽ hở để có thể gắn được cái dây nguồn CPU vào đây. Đấy, rồi, dây nguồn CPU đã xong. Dây SATA chúng ta không cần, chúng ta không dùng con SATA. Và cuối cùng, đó chính là chiếc cạc màn hình. Mình không khuyên các bạn nên mua con này. 4 triệu thì các bạn hãy tiết kiệm thêm, các bạn mua lên 2060 hoặc là 2060 Super, hoặc là các bạn mua cả cũ, chứ đừng mua 1650 mới, trừ khi các bạn không thể đủ kinh phí mua bất cứ một cái gì hơn và các bạn buộc phải mua đồ mới thôi. Chứ không, 1650 này thực sự hiệu năng nó khá là tệ so với cái mức giá 4 triệu của nó bỏ ra. Con này đủ cho các bạn gọi là chơi game online. Đấy, bạn chỉ chủ chơi game online thôi, còn game offline tí nữa chúng ta sẽ thử sức với cả Red Dead Redemption thì các bạn sẽ biết ngay là hiệu năng nó như thế nào. Và con này còn không có ray tracing. GeForce GTX, không phải R, G, không nguồn phụ luôn. Đây là cổng nguồn phụ và nó phải là không hàn, các bạn thấy không? Có một cổng 6 pin đây, họ không hàn nguồn phụ vào đây. Bây giờ để cho nó đủ độ nóng thì mình sẽ đóng tia kính vào nhé. Rồi, chúng ta đã xong cái bộ cây gọi là phổ biến nhất năm 2022 của những gamer toàn cầu, với cấu hình là Core i5-11400F này, một con main B, 16GB, ổ SSD 1T, và chúng ta sẽ có một con cạc GTX 1650 cho các bạn. Nhưng mà chúng ta chưa đến một cái, đó chính là màn hình. Thì theo bản thông số, cái độ phân giải các bạn dùng nhiều nhất hiện tại hơn 40% vẫn là Full HD. Tiếp đến khoảng tầm 20% nữa mới là 2K. Nên là bây giờ hiện tại Full HD nó vẫn là một cái anh em dùng khá là nhiều. Và nó phổ biến với những màn hình của tầm 24 inch đến 27 inch, em nên dùng 2K. Còn 24 inch dùng Full HD thôi. Nên là bây giờ để đi kèm với cả bộ máy này, mình sẽ dùng một con màn 24 inch. Mình khuyên anh em lên một con đấy, đó chính là. Rồi, và sau khi cắm con này lên thì mình đã đầu tiên mình làm, đó chính là mình bật MP và mình mở khóa PL1, PL2 ở trong mainboard của đi. Thì anh em sẽ gọi là mở hết tất cả, gọi là unleash power của máy đấy. Và màn hình như mình đã nói thì mình dùng con màn hình 24 inch, mình khuyên các bạn nên mua tại vì đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của con ROG 24G2. Và con này đó chính là GIGABYTE G24F, mà con này là con cực kỳ đáng mua. Tại vì sao? Nó là 24 inch, tức là anh em 24 inch ok đủ dùng. Nó là 165Hz và nó là IPS, nó không phải là VA, và giá nó 1 triệu, có là hợp lý đúng không? Bây giờ tìm có gì khác không? Ngon hơn bao nhiêu? Thân mình IPS mà anh em chơi game đảm bảo là màu rất là đẹp và nịnh mắt. Đầu tiên với con 1650 này thì mình sẽ phải thử, đó chính là game online và Dota 2 nhá. Nó dù gì nói là 1650, mặc dù nó là một con nó không phải mạnh cho lắm về đắt cho kho về hiệu năng của nó, nhưng mà bù lại đây là một con cạc sinh ra cho game net nên là rất là tiết kiệm điện, nó rất là ổn cho những gaming online. Ví dụ như là Dota 2 chẳng hạn, thế nào mình có sẽ định là mình sẽ thử. Và dù gì một cạc yếu thế nào ấy chẳng nữa, đầu 16 ấy thì các bạn yên tâm là nó vẫn chạy được. Những cái game này ở Xbox setting bây giờ mình thử cho các bạn xem luôn. Anh em sẽ có là này, intro, ôi 600fps intro luôn. Đây rồi, video nhá, mình sẽ để là best looking max setting luôn nhá, không còn gì nói không. Rồi hiện tại các bạn này là Full HD, anh em Full HD và max setting của Dota 2. Trong một game khá là anh em đã được đây, khoảng tầm là hơn 100fps đấy.
đây anh em bây giờ view đây đấy, anh em xem em chơi nó như này, 170 fps hoàn toàn phù hợp với 170Hz của con màn này. Ô ngon đấy, là gì em chơi thoải mái anh em ạ. 170fps của Dota 2 ở Max Setting thoải mái nhá, hình rất là đẹp, rất là sắc nét, và anh em IPS là cái màu rất là định mắt. Và Dota 2 chơi này rất là mượt rồi, em thoải mái là được combat đã được lắm, còn tầm 120 thôi chơi vẫn ngon. Và CPU chúng ta đang lót là 50%, tại vì CPU 11400F là một con khá là khỏe nên là nó là 18%, và hiện tại do mình mở khóa tất cả PL1, PL2 nên là chúng ta đang chạy ở 4.2GHz và 75 độ C. CPU bucket là 95W. Nếu các bạn không biết thì mặc định các bạn không mở khóa là chỉ có 65W thôi. Và chiếc card chúng ta còn chiếc 1.50 đang là 65 độ C và chạy ở 98%. Chúng ta sẽ mắc 68% luôn các bạn ạ. Đấy. Nè, tôi đã hai bài test đã ok. Và tiếp theo bỏ qua Hà Lôn đã 2 ngoài đã ổn rồi nhá. Tiếp theo chúng ta phải CSGO ấy. Cũng là một game anh em chơi nhiều lắm. Theo lời của Kiên là một người chơi CSGO rất nhiều, mà Kiên slow hand thì bây giờ sẽ để sang 43. Đây video này. Đấy, theo anh em trai hát là 43 này. Mà theo những hoàng có dùng mà còn người là nhìn cho rõ này. Nhưng mình không, mình không quen chơi cái kiểu đấy, nhưng mình phải có để ở 219 nữa nhìn nhau nguyên binh mà có chết liên tục. Đây anh em ở 230, 230, 230 được rồi, 250 fps. Anh em chơi thoải mái nhé, anh em nhìn thấy được mình chưa bao giờ drop xuống trong dưới 180 đâu, và hình ảnh rất là rõ ràng một vượt mà, nên là ở 150 anh em chơi game online là hết được chấm luôn. Nhưng bây giờ với những game nặng hơn offline thì sao? Thì đầu tiên đó chính là mình thử bóng tối của kẻ đá bộ Shadow of Tomb Raider, một tựa game chúng mình test rất là nhiều. Xem thử như thế nào và chúng ta sẽ biết bây giờ mới là bài test thực sự của chiếc 1650 này. Chạy thử bài mắc xem nào nhá. Vẫn là 6 CPU đang hoạt động tối đa công suất 100% luôn. Mình unlock PL hết mà 86 độ C luôn, chạy 4.2 max. Móc pin của CPU luôn, anh em có bên V và có một tản nhiệt tạm ổn như này thì anh em nên dùng những cái mở khóa như vậy để anh em tạo hiệu năng tối đa. Ui dồi ôi, 40fps ở mức medium setting, ở một khung cảnh tối và khá là ít chi tiết như thế này. 45fps, 45fps và CPU đang hoạt động 84 độ C, đang chạy CPU chạy tốc nhiệt. Và card hiện tại cũng chạy tốc nhiệt ở 100% và 65 độ C. Và chúng ta có một FPS khoảng tầm 40fps. Và đây là một khung cảnh khá là ở mức tầm trung. Và tí nữa ở một bên mắt sau sẽ là một cảnh khá nặng. Ôi drop còn 35 này. Em khi chơi được ở lâu rồi, chứ medium là anh em phải chơi ra ngoài là vẫn drop. Tí nữa khung cảnh bên mắt tiếp theo thì nó sẽ có cảnh khá là tỏa xuống, mình xem lúc đấy drop bao nhiêu. Đây là khung cảnh khá là nặng. Xem như thế nào, 40 40 38, tức là trên 30fps. Anh em chơi này thì thực sự là xuống lâu anh em nhé. Medium là hơi khó nhằn. Đây là một cảnh xử lý ánh sáng khá là nhiều, khoảng tầm 37fps. Trung bình là 38. Đây không phải là cái CPU không loát thế nào đâu, là 15%. Và đây, Shadow of Tomb Raider, mức setting là medium. Các bạn được 42fps và mức này các bạn cưỡi ngựa xem hoa, ngắm cảnh và hành động ở mức gọi là Ấn Độ slow motion tí. Còn anh em mà hành động mà gọi là nhanh gọn ấy thì 42fps không làm ở đâu, anh em phải xuống mức lâu mới chơi cơ. Đấy, nói chung là đã ở mức Shadow of Tomb Raider đã có kết quả nhá. Thử tiếp theo với một đứa game khác đi, đó là Cyberpunk 2017. Đấy, Cyberpunk thì anh em biết là rất là nặng đúng không? Rồi, và bây giờ chúng ta graphic sẽ reset ở mức lâu đi. Với kết quả Tomb Raider ở đấy thì có vẻ là hơi quá đà. Đây, không DLSS nhá. Không DLSS, anh em có dòng 2 mới có. Ở đây là mức resolution scaling không. VDT Epic không có đâu. Thì có, đây chúng ta cũng không có ray tracing luôn các bạn ạ. Không có ray tracing nhá, và bây giờ chúng ta ở mức low. Rồi, bên mắt xem như nào. Với những tựa game mình nghĩ là con máy này phù hợp với những tựa game offline AAA nhưng mà hơi cũ một tí, kiểu Far Cry 5 hoặc là những tựa game cũ một tẹo thì anh em chơi nó sẽ mượt hơn. Nên tựa game mới như này thì có vẻ là cái sức của con 1650 này đã hơi quá đà. Và đấy, 25fps tức là hoàn toàn anh em không thể chơi được Cyberpunk 2077 trên con máy này. Low 25fps ở Full HD không thể chơi được anh em ạ, không thể chơi được trên con máy này. Và kết luận là con này
theo 327 thôi nhá, 27 fps, dừng lại luôn, không thể chơi được. Và sau khi mình thử nghiệm ấy thì bộ máy này với cái mức giá là 18 triệu cho cả màn hình 4 triệu thôi, em mua con máy này là 14 triệu con máy này nhá, thì nó mặc dù đây là một cấu hình rất phổ biến của Steam trong năm qua, tức là để top 1 những linh kiện toàn cầu các game thủ đang dùng trên Steam, nhưng mà hiệu năng chơi game nó khá là thất vọng khi mà chúng ta chỉ chơi được mượt ở những tựa game online thôi. Còn những game offline như là Shadow Tomb Raider anh em chỉ chơi được medium và 40 fps, còn Cyberpunk 2077 thì không thể chơi được. Nên vấn đề nằm chính ở đây không phải ở CPU, đây là một con CPU rất là tốt, 11400F, gaming rất ổn, 16GB RAM có thừa. Vấn đề nằm chính đó chính là con card 1650 này với mức giá 4 triệu đồng đây hoàn toàn là một lựa chọn khá là tệ, bởi những người dùng Steam hiện tại ở trên toàn cầu và với mức giá 4 triệu này thì mình khuyên các bạn là hãy đầu tư thêm khoảng tầm 2 đến 3 triệu nữa các bạn mua cho mình con 2060 rất là mạnh, hoặc là các bạn chạy 4 triệu là các bạn không thêm được nữa mà các bạn có thể chấp nhận đồ cũ thì mình nghĩ các bạn có thể chạy ra ngoài và khoảng tầm 3-4 triệu em mua những con như 2060 Super mua được rồi, thì chơi nó mượt con này rất là nhiều. Còn anh em mà bây giờ đi mua mới con 1650 này thì thực sự là trừ trường hợp anh em không có một tí kinh nghiệm nào về máy tính, em muốn mua đồ mới và không kinh phí thêm được nữa còn thì hãy mua con này, còn nếu không thì thôi có 4 triệu anh em trả góp thêm 2 triệu nữa anh em, 3 triệu nữa anh em mua con 2060 cho mình. Và anh em nhận thấy nào về cái bộ máy gaming gọi là phổ biến nhất 2022 của Steam này cho mình biết trong phần comment video nhé. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video của năm Quý Mão.